công ty Trung Quốc lợi dụng tiền điện tử để phân phối ma túy. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vừa đưa ra quyết định trừng phạt một số công ty Trung Quốc và nhân viên của họ liên quan đến việc sản xuất và phân phối các chất điều chế ma túy tổng hợp. Điều đáng chú ý là họ đã sử dụng tiền điện tử để che giấu danh tính trong các hoạt động này. Theo Bộ Tư pháp, các công ty sản xuất này có trụ sở tại Trung Quốc đã vận chuyển các loại chất điều chế ma túy trên toàn cầu, sau đó được các tập đoàn và các nhóm khác sử dụng để sản xuất và phân phối ở Hoa Kỳ. Ngay sau khi sự việc được phanh phui, chính phủ Hoa Kỳ đã thực hiện các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn chuỗi cung ứng các chất này và nhấn mạnh rằng ma túy là một mối nguy hại lớn đối với người dân. Hành vi sử dụng tiền điện tử để phân phối ma túy cũng đã bị trấn áp và xử phạt bởi các cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, họ cũng đang xem xét các biện pháp để kiểm soát việc sử dụng tiền điện tử trong hoạt động rửa tiền và buôn bán ma túy nhằm đảm bảo tính tuân thủ và an toàn trong lĩnh vực này. Blockchain Ton nhận được khoản đầu tư khủng từ MEXC Ventures. Nền tảng blockchain phi tập trung Ton, The Open Network, trước đây được phát triển bởi Telegram, đã nhận được khoản đầu tư lên đến 8 con số từ MEXC Ventures, một công ty con của sàn giao dịch tiền điện tử MEXC. Thỏa thuận này đánh dấu một liên minh chiến lược giữa MEXC và quỹ Ton với mục tiêu thúc đẩy tính khả dụng toàn cầu của Web3. MEXC sẽ cung cấp dịch vụ tiếp thị, quảng cáo cho các dự án dựa trên blockchain này và ra mắt dịch vụ cho vay tài sản thế chấp. Ngoài ra, họ sẽ loại bỏ các khoản phí giao dịch cho token Ton. Công tác hỗ trợ cho các ứng dụng dựa trên blockchain này cũng sẽ được MEXC Ventures thực hiện. Pavel Durov, người sáng lập Telegram, đã nhấn mạnh vai trò của blockchain Ton trong hành trình Web3 của Telegram. Tuy nhiên, Telegram đã phải rút khỏi việc phát triển blockchain này vào năm 2020 sau cuộc chiến pháp lý với cơ quan quản lý chứng khoán tại Hoa Kỳ. Khoản đầu tư nhận được bởi MEXC Ventures là một dấu hiệu cho thấy các quỹ lớn đang rất quan tâm vào lĩnh vực Web3. Đây rất có thể là một xu hướng nổi bật trong thời gian sắp tới. Thỏa thuận này đánh dấu một sự hợp tác chiến lược giữa hai bên với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận toàn cầu vào Web3 và ứng dụng của nó. Titan Fund, quỹ đầu tư Web3 mới tại Hồng Kông. Mới đây, công ty đầu tư CMCC Global có trụ sở tại Hồng Kông đã thành công trong việc huy động 100 triệu USD cho Titan Fund, một quỹ mới được tạo ra để hỗ trợ các startup trong lĩnh vực blockchain tại châu Á. Quỹ này đã thu hút sự tham gia từ nhiều nhà đầu tư nổi tiếng như WinLevels Capital, BlockOne, Richard Lee, tỷ phú Hồng Kông, Jeffsen Capital và Jack Siu, người sáng lập Animoca Brands. Trước đó, Titan Fund cũng đã đầu tư 20 triệu USD vào Mocaverse, một dự án Web3 cho sản phẩm game và giải trí của Animoca Brands. CMCC Global dự định sử dụng Titan Fund để hỗ trợ các startup blockchain tại Hồng Kông, tập trung vào các lĩnh vực cơ sở hạ tầng blockchain, ứng dụng tiêu dùng và dịch vụ tài chính tiền mã hóa. Hồng Kông đang thể hiện sự ủng hộ đối với lĩnh vực tài sản kỹ thuật số với việc cấp phép cho các sàn giao dịch crypto như Husky và OSL. Nhiều công ty khác cũng đang xin giấy phép từ SFC, giấy phép quản lý và giám sát hoạt động tài chính. Trong khi đó, Mỹ đang áp dụng các quy định nghiêm ngặt đối với tiền mã hóa. Điều này làm cho Hồng Kông trở thành một niềm hy vọng mới cho cộng đồng blockchain. Biệt thự của Suzu bị chuyển đổi thành trang trại đô thị. Sau khi quỹ đầu tư tiền mã hóa Three Arrows Capital 3AC của Suzu phá sản, biệt thự và khu vườn của anh ta tại Singapore đã biến thành một trang trại đô thị do chính công ty của vợ anh ta điều hành, Abundant Cities. Tại đây, Abundant Cities sản xuất rau, thảo dược, trái cây, á, gà và vịt địa phương. Nó cũng trở thành trung tâm nghiên cứu và phát triển của công ty. Được biết, cặp đôi đã mua biệt thự này vào tháng 3 năm 2022 với giá lên đến 48,8 triệu đô la Singapore, tương đương với khoảng 35,6 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, sau khi thị trường tiền mã hóa sụp đổ vào năm ngoái và 3AC phá sản, Suzu đã bắt đầu xem xét việc bán tài sản này. 3AC, trước đây là một trong những quỹ đầu tư tiền mã hóa hàng đầu trên thị trường, quỹ đã tuyên bố phá sản vào tháng 7 năm 2022 sau khi hệ sinh thái Teza sụp đổ. 3AC đã nợ tổng cộng 27 công ty tiền mã hóa với số tiền lên đến khoảng 3,5 tỷ đô la theo tài liệu của tòa án. Mới đây, Suzu cũng vừa bị bắt tại sân bay Changi của Singapore khi cố gắng rời khỏi đất nước này. Anh ta đã bị tuyên án 4 tháng tù vì không hợp tác trong quy trình phá sản. Bên cạnh đó, vào tháng 9, cơ quan tiền tệ của Singapore cũng đã cấm Suzu tham gia vào các hoạt động kinh doanh được quy định tại đất nước này. Chiếc ghế sofa được giao dịch dưới 1 pi tại Ấn Độ. Vừa mới đây, câu chuyện về một anh chàng người Ấn Độ đã thu hút sự chú ý của cộng đồng Pi Network. Cụ thể, anh ta đã thực hiện một giao dịch độc đáo bằng cách mua một chiếc ghế sofa với giá chỉ dưới 1 pi. Có thể thấy, Pi đang ngày càng trở nên phổ biến và được áp dụng trong thanh toán ở nhiều nơi trên thế giới. Điều này cho thấy giá trị thực sự của đồng tiền này. Pi Network đã từng chỉ là một ý tưởng và giờ đây, nó đã có được một cộng đồng đông đảo đón nhận.
Không những giúp người dùng có cơ hội khai thác tiền điện tử một cách dễ dàng, Pi còn tạo ra cơ hội thực sự để người dùng có thể sử dụng Pi để mua sắm và giao dịch hàng hóa thực tế. Việc mua bán chiếc ghế sofa với giá dưới 1 Pi là một ví dụ minh chứng cho sự phát triển của hệ sinh thái Pi Network. Nó thể hiện rằng Pi không chỉ là một loại tiền ảo mà còn có giá trị thực sự trong cuộc sống hàng ngày của người dùng. Điều này đã thúc đẩy sự tin tưởng và quan tâm của cộng đồng đối với Pi Network, giúp nó trở thành một phần quan trọng của cuộc cách mạng tiền điện tử đang diễn ra trên toàn thế giới.